Thưa quý vị, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã có tờ trình gửi Chính phủ về đề nghị xây dựng luật bảo hiểm xã hội sửa đổi. Trong đó, điểm đáng lưu ý là đề xuất giảm dần số năm đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu để được hưởng lương hưu từ 20 năm xuống 15 năm, hướng tới còn 10 năm với mức hưởng được tính toán phù hợp. Điều này nhằm tạo điều kiện cho người lao động cao tuổi có số năm tham gia bảo hiểm xã hội thấp được tiếp cận và thụ hưởng quyền lợi bảo hiểm xã hội. Tính đến cuối năm ngoái, nước ta có hơn 14 triệu người sau độ tuổi nghỉ hưu, nhưng chỉ có khoảng trên 3 triệu người đang được hưởng lương hưu bảo hiểm xã hội hàng tháng, chiếm 22% tổng số người sau độ tuổi nghỉ hưu. Trong nhiều ngày qua, khu vực soi chiếu an ninh của cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất liên tục xảy ra ùn ứ, hàng ngàn người dân phải rồng rắn xếp hàng chờ đợi. Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam ACV cho biết, do lượng hành khách vượt sang ngưỡng năng lực khai thác. Theo ACV, năng lực khai thác thông qua cửa an ninh soi chiếu là trên 1.700 khách mỗi giờ. Tuy nhiên, trong những ngày gần đây, cụ thể là từ 6 giờ cho đến 7 giờ sáng, những ngày qua có từ trên 2.400 cho đến 2.700 khách mỗi giờ, vượt công suất thiết kế khoảng 30%, đã dẫn đến việc ùn tắc tại một số khung giờ nhất định. Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đã triển khai mở 100% các máy soi chiếu an ninh, tăng cường nhân viên hỗ trợ hành khách về các thủ tục khai báo y tế, kiểm tra an ninh, đề nghị khách không để các vật phẩm nguy hiểm, kim loại trong người, hành lý xách tay để nhanh chóng hoàn thành các thủ tục an ninh soi chiếu, tránh ùn tắc. Thưa quý vị, nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã có văn bản yêu cầu các sở ngành, đơn vị liên quan thực hiện các nhiệm vụ nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Trong đó yêu cầu không để phát sinh ùn tắc giao thông kéo dài quá 15 phút trong dịp này. Đồng thời đảm bảo phòng chống dịch COVID-19, yêu cầu 100% hành khách, lái xe, phụ xe phải đeo khẩu trang khi đợi ở bến và xuất bến, cũng như khi tham gia giao thông trên các phương tiện công cộng. Cũng trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5, để bảo đảm an toàn giao thông, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu xả trạm thu phí nếu ùn tắc kéo dài. Thưa quý vị, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 phải phấn đấu để trở thành một trung tâm y học hàng đầu của quốc gia và của quân đội, hướng tới cung cấp dịch vụ y tế chất lượng không thua kém các nước phát triển. Đây là phát biểu của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống và đón nhận danh hiệu Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới. Đây cũng là danh hiệu Anh hùng lần thứ 3 của bệnh viện được đón nhận. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tham dự buổi lễ và trồng cây lưu niệm. Từ một phân đội quân y 30 người phục vụ 100 giường bệnh với trang thiết bị thiếu thốn đủ bề, nhưng đến nay trải qua 70 năm hình thành và phát triển, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã phát triển vượt bậc với cơ sở vật chất hiện đại nhất cả nước, trung bình mỗi ngày tiếp nhận 4.500 đến 5.000 bệnh nhân đến khám. Trong nhiều minh chứng cho sự trưởng thành vượt bậc về trình độ kỹ thuật và năng lực chuyên môn của bệnh viện, có thể nhắc tới những ca ghép phổi từ người cho chết não đầu tiên ở Việt Nam và cũng là ca ghép phủ tạng xuyên Việt lịch sử, ca ghép hai cẳng tay từ người cho chết não đầu tiên tại Đông Nam Á, ca ghép cẳng tay từ người cho sống đầu tiên trên thế giới. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trao danh hiệu Anh hùng lao động cho Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Phó Thủ tướng nhấn mạnh, không chỉ nổi bật về chuyên môn, Bệnh viện 108 còn là điển hình rất đáng tự hào trong đổi mới mô hình quản lý. Là một bệnh viện quân đội nhưng đã không tự giới hạn mình trong khám chữa bệnh cho quân nhân, nghiên cứu đào tạo về y học quân sự mà đã phát huy lợi thế của mình để đóng góp ngày càng nhiều vào sự nghiệp chăm sóc bảo vệ sức khỏe của toàn dân, hoàn thành tốt nhiệm vụ đặc biệt quan trọng của bệnh viện là bảo vệ chăm sóc cho các cán bộ cấp cao của Đảng và Trung ương, ghi nhận những thành tích to lớn của bệnh viện trong suốt 70 năm qua, đặc biệt là thời kỳ đổi mới, bệnh viện đã vinh dự được Đảng và Nhà nước trao tặng danh hiệu Anh hùng lao động nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống. Cũng nhân dịp này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã trồng cây lưu niệm tại khuôn viên của bệnh viện. Trong buổi làm việc với Ủy ban bầu cử thành phố Đà Nẵng sáng hôm nay 19 tháng 4, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia yêu cầu thành phố Đà Nẵng trong công tác bầu cử phải đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, lưu ý kiểm soát, ngăn chặn xử lý các hành vi chống phá bầu cử, đặc biệt là trên không gian mạng. Báo cáo tại buổi làm việc, Ủy ban bầu cử thành phố Đà Nẵng cho biết, thực hiện nghị quyết 119 của Quốc hội, thành phố tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2021-2026. Đến ngày 16 tháng 4 năm 2021, các địa phương đã hoàn tất việc thành lập 526 tổ bầu cử. Sau hội nghị hiệp thương lần thứ 3, số người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 là 8 người, chưa kể số lượng do Trung ương phân bổ về, trong đó có 4 nữ, 3 người dưới 40 tuổi, 1 người ngoài đảng.
có 89 người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố, trong đó có 31 nữ, 28 người dưới 40 tuổi, 8 người ngoài đảng. Ủy ban bầu cử thành phố Đà Nẵng chưa nhận được khiếu nại tố cáo nào về nhân sự giới thiệu bầu cử và công tác bầu cử. Tuy nhiên, vài địa phương gặp khó khăn trong vấn đề kinh phí bầu cử, còn nhầm lẫn trong việc lập danh sách cử tri, vướng mắc trong việc triển khai công tác tuyên truyền trực quan về bầu cử. Qua đi kiểm tra thực tế, công tác chuẩn bị bầu cử tại cơ sở và qua báo cáo, Đại tướng Tô Lâm đánh giá công tác chuẩn bị bầu cử của thành phố Đà Nẵng đảm bảo đúng kế hoạch, đúng trình tự. Đại tướng đề nghị thành phố Đà Nẵng tập trung công tác đảm bảo an ninh trật tự trong thời gian diễn ra bầu cử. Trọng tâm là ngày bầu cử và sau bầu cử. Lưu ý, kiểm soát, ngăn chặn, xử lý các hành vi chống phá bầu cử, đặc biệt là trên không gian mạng. Ta phải tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt chỉ thị 45. Đấy, ngày 20 tháng 6 năm 2020 của chính trị chúng ta đã triển khai đến giai đoạn này cũng rất tốt rồi. Nhưng mà cái công việc trong giai đoạn tới thì nó còn đòi hỏi chúng ta tiếp tục bám sát vào gửi nghị quyết số 133 ngày 17 tháng 11 năm 2020 của Quốc hội, hướng dẫn của Hội đồng bầu cử quốc gia. Đại tướng Tô Lâm cũng đề nghị Ủy ban bầu cử thành phố Đà Nẵng tập trung giải quyết các vướng mắc còn tồn tại, tổ chức hướng dẫn cho người di dân tự do, người lần đầu đi bầu cử, kiểm soát chặt hoạt động xuất nhập cảnh, đẩy mạnh thông tin tuyên truyền, giải quyết khiếu nại tố cáo, không để nảy sinh tình huống phức tạp, xuất hiện điểm nóng, chủ động xây dựng kịch bản phòng chống dịch bệnh COVID-19. Chiều nay tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương, Đài Tiếng Nói Việt Nam và các cơ quan liên quan đã tổ chức họp báo phát động giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ 7. Giải thưởng là sự ghi nhận và tôn vinh những tác giả tác phẩm xuất sắc trong lĩnh vực thông tin đối ngoại. Đài Tiếng Nói Việt Nam là cơ quan thường trực giải thưởng kỳ này. Theo Ban tổ chức giải thưởng, trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực đầy biến động với những thách thức chưa từng có của đại dịch COVID-19, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Việt Nam đã vững vàng vượt qua khó khăn, đạt được nhiều thành tựu trên các lĩnh vực. Trong đó nổi bật là kết quả thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch bệnh vừa phát triển kinh tế xã hội và tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế của đất nước cùng với sự quan tâm ngày càng gia tăng của chính giới, dư luận truyền thông đối với Việt Nam tiếp tục là tín hiệu tích cực, là nguồn chất liệu cảm hứng cho đội ngũ, những người làm công tác đối ngoại trong và ngoài nước, sáng tạo để tạo ra những tác phẩm, sản phẩm, thông tin đối ngoại có sĩ nghĩa và giá trị hơn. Cũng nhân dịp này, Ban tổ chức đã tặng thưởng bằng khen của Ban Tuyên giáo Trung ương cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong việc tham gia giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ 6. Tính đến hôm nay đã 63 ngày Hà Nội không ghi nhận ca mắc mới ngoài cộng đồng. Tuy nhiên, từ ngày 12 tháng 4 đến 18 tháng 4 vẫn tiếp tục ghi nhận thêm 7 ca mắc mới được cách ly sau nhập cảnh tại khách sạn. Vì vậy, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố nhận định nguy cơ vẫn ở mức cao, cần đặc biệt lưu ý công tác cách ly tại các khách sạn. Hiện toàn bộ các F1, F2 đã hoàn thành cách ly theo quy định. Tuy nhiên, hơn 2.100 người nhập cảnh đang được quản lý cách ly, trong đó tại khách sạn là gần 1.800 người. Tính đến nay, thành phố đã thực hiện tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trên 8.500 người và dự kiến sẽ kết thúc tiêm vaccine đợt 2 trong tháng 4 này. Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp tại các nước và đặc biệt là tâm lý chủ quan lơ là của một bộ phận người dân thành phố cũng đã nhận định là nguy cơ dịch bệnh có thể bùng phát trở lại. Vì vậy, một trong những nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới là thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Trung ương, thành phố, đồng thời tiếp tục tăng cường tuyên truyền để người dân tránh tâm lý lơ là, tiếp tục tăng cường giám sát dịch tại cửa khẩu, cơ sở khám chữa bệnh và trong cộng đồng. Chỉ những nơi đảm bảo an toàn phòng dịch mới được phép hoạt động. Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Hà Nội cũng đặc biệt lưu ý công tác tiêm chủng phải đảm bảo tuyệt đối an toàn, đúng quy trình, giám sát chặt từ khâu sàng lọc đến bảo quản vaccine và giám sát sau tiêm để đảm bảo hiệu quả vaccine và sức khỏe an toàn cho người dân. Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến căng thẳng tại biên giới Tây Nam, Bộ Y tế yêu cầu phải siết chặt toàn tuyến biên giới và ngăn chặn dịch, đồng thời cử viện Pasteur và bệnh viện Chợ Rẫy chi viện cho lực lượng y tế tại tỉnh Kiên Giang. Tại buổi khảo sát và làm việc với lực lượng phòng chống dịch COVID-19 tại thành phố Hà Tiên và tỉnh Kiên Giang mới đây, Bộ Y tế đã triển khai những kế hoạch nhằm siết chặt tất cả các địa bàn biên giới tiếp giáp với Campuchia, kiểm soát tình trạng nhập cảnh trái phép qua đường mòn, lối mở. Đồng thời, Bộ Y tế đã khảo sát xây dựng khẩn cấp hai bệnh viện dã chiến ở thành phố Hà Tiên với quy mô khoảng 500 giường và thành phố Rạch Giá có thể trên 500 giường. Việc mà bà con nhập cảnh trái phép cũng như nhập cảnh theo cái đường chính ngạch thì có thể nói rằng là khu vực này diễn ra tương đối là phức tạp.
và chính vì vậy cho nên là cái lực lượng biên phòng cũng như là lực lượng công an, lực lượng địa phương đã phối hợp chặt chẽ và dàn quân trên tất cả các tuyến biên giới, nhất là biên giới trên bộ. Đây là biên giới trên biển, hiện nay thì tất cả các lực lượng cũng đang triển khai rất là quyết liệt những cái biện pháp để có thể ngăn chặn những cái người nhập cảnh trái phép. Cũng theo Bộ Y tế, kịch bản chuẩn bị cho những tình huống dịch bệnh bùng phát trong cộng đồng cơ bản đã được đáp ứng, yêu cầu các địa phương thiết lập hệ thống xét nghiệm nhanh trên diện rộng và kêu gọi người dân thông báo với cơ quan chức năng khi phát hiện những trường hợp nhập cảnh trái phép. Đối với vấn đề tiêm vaccine, ưu tiên cho khu vực phía Tây Nam Bộ để phòng chống dịch bệnh hiệu quả. Lực lượng Bộ đội Biên phòng Điện Biên phối hợp với Công an tỉnh Điện Biên vừa bắt giữ 25 đối tượng, 12 người Việt Nam, 13 người Trung Quốc có hành vi tổ chức đưa người khác xuất cảnh trái phép. Cụ thể, vào lúc 4 giờ sáng ngày 18 tháng 4, tổ công tác liên ngành làm nhiệm vụ tại bản Pú Đao, xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên thì phát hiện một xe tải biển kiểm soát 27C00639 dừng trước cửa hàng tạp hóa và cho các đối tượng lạ xuống xe vào trong quán có biểu hiện nghi vấn. Tiếp cận kiểm tra, tổ công tác phát hiện có 7 người đàn ông đang ở trong quán tạp hóa. Người lái xe khai là Nguyễn Đức Giang, sinh năm 1960, trú tại bản Nậm Chim 1, xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên. Chủ quán tạp hóa là Sùng A Chu, sinh năm 1986, bản Pú Đao, xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên. 5 người còn lại là người Trung Quốc. Khai thác nhanh, lái xe Nguyễn Đức Giang khai nhận được một đối tượng nữ tên Tươi, sống tại bản Hủy Lả, huyện Mường Mày, tỉnh Phong Sa Ly, Lào, thuê chở người Trung Quốc từ xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên lên khu vực mốc 75, tuyến biên giới Việt-Lào với tiền công 2 triệu đồng một chuyến. Mở rộng điều tra, đến 4 giờ sáng ngày 19 tháng 4, tại km 30 trên quốc lộ 4H thuộc địa phận xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ, lực lượng chức năng tiếp tục bắt giữ 18 đối tượng, gồm 10 người Việt Nam, 8 người Trung Quốc. Khai thác nhanh, các đối tượng người Việt Nam khai chở các đối tượng người Trung Quốc bằng xe máy từ huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu sang khu vực biên giới của tỉnh Điện Biên để tổ chức xuất cảnh trái phép sang Lào tại khu vực mốc 75 với mức tiền công là 3 triệu đồng một người. Hiện vụ việc được Bộ đội Biên phòng Điện Biên phối hợp với các lực lượng chức năng củng cố hồ sơ, khởi tố vụ án, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.